Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình thi đấu của giải bóng bàn truyền thống tranh cúp VTV8 lần thứ 7 năm 2024 diễn ra tại cung thể thao Thiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu ở nội dung đơn nam hạng A giữa hai vận động viên Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Phương Anh. Vận động viên Nguyễn Duy Phong đến từ Hải Dương và Nguyễn Phương Anh là vận động viên của đội tuyển bóng bàn Đà Nẵng. Ở trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đây là vận động viên Nguyễn Phương Anh, còn đây là Duy Phong. Khi nói đến vận động viên Duy Phong, chúng tôi cũng có một thông tin cần cung cấp cho quý vị ngay, rất đáng chú ý, đó là tay vợt Nguyễn Duy Phong là người vừa giành tấm huy chương vàng giải vô địch bóng bàn U19 ở Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia hồi tháng 5 năm 2024. Ở giải đấu đó thì bóng bàn Việt Nam có 3 trận chung kết và cuối cùng giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. 2 huy chương vàng của chúng ta có được ở giải U19 Đông Nam Á tháng 6 vừa qua. Ngoài chiếc huy chương vàng đơn nam của vận động viên Nguyễn Duy Phong còn có huy chương vàng đôi nam của cặp đấu Trần Mạnh Cường và Nguyễn Hoàng Lâm. Trong khi đó thì ở nội dung đồng đội nam chúng ta có một tấm huy chương bạc. Ở trong trận chung kết U19 Đông Nam Á thì ở nội dung đơn nam vận động viên Duy Phong, người vừa giáo bóng, đã vượt qua tay vợt của Singapore. Vâng, một trận chung kết giành huy chương vàng mà sau khi thắng được một vận động viên của Singapore là điều rất đáng nói. Chúng ta còn nhớ lại là trong trận chung kết SEA Games năm 2023 ở Singapore, ở Campuchia thì anh Tú của Việt Nam đã đi thua vận động viên chưa tròn 17 tuổi của Singapore, đó là Quách Isaac, trong trận đấu mà có phần chênh lệch cũng tương đối nhiều. Chính vì vậy việc Duy Phong có được chiến thắng trước vận động viên Singapore trong trận chung kết, dù là một giải trẻ U19 của Đông Nam Á, cũng là một thành tích thực sự là rất đáng khích lệ. Vâng, anh Nguyễn Thị thân mến, ở giải bóng bàn VTV8 năm 2024 thì chúng tôi cũng đã đề cập đến sự hiện diện của những vận động viên top đầu của Việt Nam, và Nguyễn Duy Phong, người đang thi đấu, chưa phải là top đầu, chưa phải là thành viên của đội tuyển quốc gia, chỉ là tuyển trẻ thôi. Nhưng sự hiện diện của những vận động viên như thế này cũng rất đáng xem, đúng không anh? Vâng, đúng như vậy anh Quang Long. Tất cả mọi môn thể thao nào cũng phải có lớp kế cận. Và những lớp kế cận trẻ, những cầu thủ dưới 20 tuổi đang thi đấu ở những giải đỉnh cao của một giải lớn, một giải đỉnh cao của một quốc gia, đó là một tín hiệu vui cho một môn thể thao. Và Duy Phong cũng là những điểm sáng như vậy. Rất mong rằng là sau những giải như thế này thì những gương mặt mới sẽ lại xuất hiện, bổ sung cho đội tuyển quốc gia, làm cho môn bóng bàn của chúng ta sẽ có tên tuổi và có thứ hạng trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Vâng, chúng ta trở lại với những diễn biến trận đấu giữa hai tay vợt Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Phương Anh. Phương Anh cầm giao bóng, và anh vừa giao bóng. Phương Anh là thành viên của đội tuyển bóng bàn Đà Nẵng và cùng với đội tuyển của mình thì ở những năm trước đây Phương Anh đã từng có những chuyến tập huấn dài hạn tại Trung Quốc, và có thể nói là những tháng ngày ăn tập ở nước bạn đã giúp cho Phương Anh cũng như là những cầu thủ viên hàng đầu của đội tuyển bóng bàn Đà Nẵng như là Anh Tuấn, như là Hữu Quốc và như là Lê Minh Khang, một số cầu thủ viên khác cải thiện khả năng chuyên môn và có được thành tích ở các giải đấu trong nước, giải đấu trong hệ thống thi đấu hàng năm của bóng bàn Việt Nam. Lúc này thì Phương Anh đang vượt lên với điểm cách biệt là 8-6. Hai quả dao vừa rồi thì Phương Anh đã phát huy hiệu quả cầm dao. Thời điểm rất quan trọng, cần lên một điểm nữa thôi thì tâm lý thi đấu và cơ hội giành chiến thắng sẽ nhiều hơn đối với Phương Anh, và đúng như vậy, 9-6 rồi, 6-9. Trước khi trận đấu giữa hai vận động viên Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Phương Anh diễn ra thì vận động viên cũng là thành viên của đội tuyển bóng bàn Đà Nẵng là Nguyễn Minh Toàn đã để thua trong trận đấu loại trực tiếp ở nội dung hạng đơn nam hạng A. Vận động viên Minh Toàn đã để thua Nguyễn Tất Thành Đạt và Minh Toàn đã dừng bước.
nhìn ngoại hình của vận động viên Nguyễn Duy Phong thì chúng ta cũng khó có thể nghĩ được đây là vận động viên đã giành tấm huy chương vàng U19 bóng bàn Đông Nam Á. Ở các giải trẻ những năm trước thì bóng bàn Việt Nam cũng đã có những tấm huy chương bạc, huy chương đồng. Trong đó bóng bàn Đà Nẵng thì có vận động viên Võ Hữu Quốc cũng đã từng giành tấm huy chương trẻ khu vực Đông Nam Á. Đó là thời điểm mà vận động viên này thi đấu ở giải trẻ diễn ra tại Brunei. Cách đây cũng đã 5-6 năm rồi. Rất nhanh. Và xử lý một cú return ace bất ngờ. Nhưng Phương Anh vẫn có cơ hội để giành phần thắng trong game 1 này khi đã chạm set point. Phòng thủ khá hay. Và như vậy 11-8 cho Nguyễn Phương Anh. Game 1, vận động viên của Đà Nẵng giành chiến thắng và tạm thời dẫn trước 1-0. Việc thắng thua sát nút là hoàn toàn gọi là logic với trận xét đấu này, nhưng mà còn phải chờ xem cái huy chương vàng mà ở U19 của coi là Duy Phong sẽ được thể hiện như thế nào ở xét thứ hai chứ đi. Vâng, thực ra thành tích ở các giải trẻ tầm khu vực thì thực sự là xuất sắc, thực sự cũng là đáng thuyết phục, nhưng với các vận động viên trẻ thì cũng chỉ là một sự khởi đầu. Và những vận động viên trẻ như Duy Phong rất cần thêm những cơ hội cọ sát nữa để có thể cải thiện chuyên môn và thành tích. Không được. Điểm cho Duy Phong 3-2. Việc giành chiến thắng trong game 1 là một lợi thế lớn cho Phương Anh. Tuy nhiên không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dễ dàng cho tay vợt của Đà Nẵng. Và dứt điểm chéo bàn, thực sự là bất ngờ. Phương Anh đã không kịp trở tay. Bóng ra ngoài bàn rồi. Điểm rút ngắn cho Phương Anh. Cả hai tay vợt đều đang phát huy những cú phải. Do bóng ra ngoài thực sự là rất đáng tiếc. Duy Phong vẫn đang dẫn điểm. Không được. Hai pha hỏng liên tiếp của Phương Anh. Lúc này là 7-4 rồi. Bóng ra ngoài. Một trong những hạn chế của những vận động viên trẻ là có những thời điểm rất sung và hiệu quả. Tuy nhiên sự ổn định, độ chắc chắn thì chưa có nhiều. Chúng ta thấy khá rõ ở Duy Phong. Có những tình huống chuỗi 3-4 quả liên tiếp anh đánh rất hiệu quả. Nhưng sau đó là những tình huống bóng hỏng. Cú đỡ trượt.
8-5 cho Duy Phong. Những vận động viên trẻ như Duy Phong rất cần cọ sát ở những giải đấu như thế này. Mặc dù đây là giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu hàng năm của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, nhưng là một giải đấu thực sự chất lượng, quy mô toàn quốc và có những vận động viên xuất sắc của đội tuyển bóng bàn quốc gia góp mặt, cả nam và nữ. Điểm thứ 9 cho Duy Phong. 9-6. Phương Anh phải rất tập trung để có được điểm trong tình huống này. Đúng là như vậy. Một pha đập bóng ở tầm cao và Phương Anh đã không thể cho phép mình mắc sai sót ở một thời điểm rất quan trọng như thế này. Rất hay, rất nhanh và một sự tính toán ngay từ quả giao bóng. Game point cho tay vợt đến từ Hải Dương, Nguyễn Duy Phong, nhà vô địch U19 Đông Nam Á. Không được và 11-7. Như vậy ở game 2 thì Duy Phong đã giành phần thắng và sau 2 game tỷ số được san bằng 1-1. Thưa anh Nguyễn Thị, ở trong game đấu thứ hai vừa rồi thì có vẻ như sự mạnh mẽ của Duy Phong vẫn được duy trì, nhưng sự hiệu quả thì cũng có sự cải thiện hơn so với game 1, đúng không ạ? Đúng như vậy. Như tôi đã nhận định là Duy Phong sẽ có sự bùng nổ giờ thứ hai. Ở một tuổi trẻ như vậy mà đã có một thành tích ở khu vực và thành tích là huy chương vàng thì tôi nghĩ rằng là Duy Phong cũng phải có một phẩm chất gì đó thì mới có thể kiếm huy chương trong khu vực. Tuy nhiên thì quan sát Duy Phong thi đấu thì Duy Phong thi đấu có bùng nổ nhưng cũng chưa chắc chắn, chưa thực sự chắc chắn. Nhưng mà cái này cũng là cái non của các cầu thủ trẻ, nhìn chung là như vậy. Duy Phong cũng kết thúc hỏng nhiều. Tuy nhiên thì cái cần thiết nhất là Duy Phong đã lấy được game đấu thứ hai để đưa cái trận đấu này về tỷ số cân bằng. Tôi cũng vẫn đánh giá cao Duy Phong và tôi nghĩ rằng Duy Phong sẽ là một trong những điểm sáng của bóng bàn trong những năm sắp tới. Vâng, đúng là như vậy. Điều quan trọng là Duy Phong đã có được phần thắng trong game 2 để san bằng điểm số 1-1 sau 2 game đấu. Bởi nếu như game 2 Duy Phong tiếp tục để thua thì tình thế cũng có thể là cơ hội không phải là còn lại quá ít cho Duy Phong, nhưng tình thế sẽ có phần khó khăn hơn. Lợi thế về tâm lý và điểm số cho Phương Anh sẽ nhiều hơn. Nhưng lúc này rõ ràng là trận đấu đang nhìn chung là khá cân bằng. Tuy nhiên thành tích gần đây ở các giải đấu, đặc biệt là U19 Đông Nam Á vừa rồi, thì Duy Phong nổi bật hơn so với Phương Anh. Và cũng là một lợi thế để anh có thể tự tin và chơi tốt, điều chỉnh những gì chưa hợp lý trong hai game đầu tiên. Trong khi đó thì tay vợt của Đà Nẵng Phương Anh đang thi đấu với sự cổ vũ của các cổ động viên, những người hâm mộ bóng bàn Đà Nẵng cũng có thể có động lực. Và đây không còn là giai đoạn thăm dò nữa sau hai game rồi. Cả hai đang cố gắng thể hiện những gì tốt nhất và được xem là tuyệt chiêu để có thể giành chiến thắng trong một trận đấu có tính chất loại trực tiếp như trận đấu chúng ta đang theo dõi. Ra ngoài, bóng ra ngoài bàn rồi. 5-5 cho Phương Anh.
Vâng. Pha xử lý trên bàn khá hay. Có phần hiểm hóc của Phương Anh. Nhưng lần này thì không được. Cú dao của Duy Phong có độ xoáy xuống, backspin rất nhiều. Xếp 3 đang ở những thời điểm giằng co về điểm số. Bóng ra ngoài rồi. Hai quả đánh hỏng liên tiếp của Nguyễn Phương Anh đã tạo cơ hội cho đối thủ lên điểm. Điều quan trọng là ở tình huống cầm giao bóng mà Phương Anh không phát huy được thì bất lợi sẽ càng lớn hơn. Chín sáu, tình thế càng khó cho Phương Anh của Đà Nẵng. Lần này thì quả moi của Phương Anh thành công. Cú giật moi khá kỹ thuật của Phương Anh vừa rồi đã ít nhiều gây khó cho Duy Phong. Lần này là pha đánh tăng lực rất hay. Sự chủ động rất nhiều và hiệu quả nữa. Phương Duy Phong phòng thủ cũng rất tốt, ngoại trừ pha cuối cùng thì vận động viên này đã để trượt. Và chín đều. Rất đáng ghi nhận cho những nỗ lực của tay vợt đang bị dẫn để vào lúc này 1-1 lớn và 9-9 nhỏ. Chưa thể nói trước được nhiều về khả năng của một trong hai tay vợt đi tiếp. Thời điểm rất quan trọng. Rất hay, phòng thủ và điều luôn cả bóng vào góc trống gây khó cho Nguyễn Duy Phong. Pha bóng có thể nói là rất khôn ngoan của Phương Anh. Game ball cho Phương Anh, rất tiếc trượt bóng rồi. Nhưng chúng ta cũng thấy vừa rồi thì Duy Phong cắt chiều và giao hiểm như thế nào đối với Phương Anh. Không được. Lợi thế của Phương Anh mất rồi. Lúc này thì cơ hội giành phần thắng ở game 3 đang nhiều hơn, có thể nói là hơn 80% cho Duy Phong. Là chờ xem, đúng là như vậy. Cú đánh có thể nói là sửa lưng Phương Anh mất rồi. Không thể có phản ứng gì. Và 12-10. Rất tiếc có một thời điểm mà Phương Anh của Đà Nẵng có nhiều cơ hội, đúng không anh? Đúng vậy, như vậy. Vâng, ở sát đấu thứ tư và lại là hai điểm chấp được ghi trước cho Phương Anh, lúc này là 2-1 cho Duy Phong rồi. 2-1
Bóng ngoài hai đều, coi như hết vốn. Và lợi thế lúc này nhiều hơn đang nghiêng về Duy Phong. Thực ra thì hai điểm chấp cũng không phải là điều gì đó quá lớn. Cơ hội cũng không phải là còn quá ít cho Phương Anh. Chỉ là một sự khởi đầu chưa được tốt mà thôi. Rất hay, rất hay. Wow, vẫn còn, quá tuyệt vời. Rất tiếc cho Phương Anh, gọi là pha bóng đẹp nhất kể từ đầu trận đấu giữa Phương Duy Phong và Phương Anh cho đến thời điểm này. Đúng là ở pha này thì một trong hai tay vợt nào mất điểm cũng thật là tiếc. Ba đều. Ở game 4 thì có thể nói là tay vợt cần phải giành chiến thắng hơn đương nhiên là Phương Anh. Hy vọng là những pha đối dập có nhiều bắt như vừa rồi sẽ là động lực tốt để cho hai tay vợt trẻ tiếp tục thể hiện nhiều hơn và có những pha đánh đẹp mắt hiệu quả hơn trong phần còn lại của trận đấu. Bóng ra ngoài rồi. Tỷ số đang là 4 đều. Rất tiếc. Nhưng cũng thấy là Duy Phong có những quả giao bóng rất khó chịu. Nhìn thì đơn giản, rõ ràng không dễ để có một pha xử lý vừa gài được bóng, tránh được pha tấn công tiếp theo của đối thủ. Không chỉ là vào bàn mà phải giữ được bóng sao ở thế luôn luôn chặt chẽ, và nếu như hở sườn thì sẽ có một pha tấn công ngay lập tức. Trái không tốt rồi. Time out dành cho hai vận động viên Nguyễn Duy Phong và Nguyễn Phương Anh. Chúng ta xem lại những pha đánh khá đẹp mắt. Cả hai vận động viên Duy Phong và Phương Anh đã có những pha đánh xa bàn, những tình huống đối dập thực sự là nhiều cảm xúc. Trong đó có một pha có thể nói là tầm 10 bắt. Cuối cùng thì Phương Anh đã đỡ hỏng. Những vận động viên trẻ rất cần thể hiện những tình huống đẳng cấp như vừa rồi để họ có thêm sự tự tin và tích lũy về chuyên môn nhiều hơn. Hai càng đều nhưng quả đánh cuối cùng thì Phương Anh lại không thành công.
7-8 cho Phương Anh. Chắc chiều từng điểm một, chắc chiều từng cơ hội một để trước mắt là sang bàn cách biệt cái đã. Tám đều rồi. Những phút nỗ lực vừa rồi của Phương Anh đã tự mở ra hy vọng nhiều hơn cho mình ở game đấu thứ tư này. Nhưng lúc này cũng phải rất tập trung bởi những quả giao bóng có độ khó của Duy Phong. Không được. Lợi thế cho tay vợt của Hải Dương là Duy Phong đang cầm giao bóng. Thêm một quả nữa, nếu như lên được điểm 10 thì khó cho Phương Anh rồi. Bóng ra ngoài, vật lưới ra ngoài và chín đều. Lúc này thì quyền giao bóng thuộc về Phương Anh. Chúng ta chờ xem có phương án gì đây cho Phương Anh. Sau nỗ lực không biết mệt mỏi để liên tục đưa điểm số về thế cân bằng. Và như chúng ta thấy đang là 9 đều. Không được. Duy Phong lên điểm 10 rồi. Và game point vừa là match point cho Duy Phong. Rất hay, 10 đều. Phải hết sức tập trung vào quả giao bóng này của Duy Phong. Đúng là như vậy. Quả giao để có quả công thứ hai và mọi chuyện đã như tính toán của vận động viên đang cầm tấm huy chương vàng của U19 Đông Nam Á. Không được. Cú đánh ra ngoài và như vậy là 12-10. Ở chung cuộc thì sau 4 game, vận động viên Duy Phong đã giành phần thắng với tỷ số là 3-1 trước Nguyễn Phương Anh. Một game đấu mà Phương Anh cũng đã có rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên thì ở thời điểm quan trọng, đẳng cấp của tay vợt vô địch trẻ Đông Nam Á U19 Nguyễn Duy Phong đã được thể hiện và giúp anh có được phần thắng giành quyền vị trí.